Nhà Đất TV xin kính chào quý chị cô chú khách hàng. Thì hôm nay Nhà Đất TV xin gửi đến quý chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm ở đường Bờ Bao Tân Thắng quý vị. Ở đây là siêu thị Aeon Tân Phú phía sau lưng em. Và căn nhà em muốn gửi đến quý vị mà nằm ở trong hẻm 2m. Hẻm này là sát đường Bờ Bao Tân Thắng luôn quý vị. Sau đây em mời mọi người đi vào bên trong căn nhà em muốn giới thiệu nha. Từ vị trí mặt đường mà mình đi vào trong nhà là khoảng 20m thôi mọi người. Sau đây mời mọi người đi theo em. À, đây là chị chủ nhà với anh chị cô chú. Cái này là giấy tờ nhà chị muốn đưa cho em thôi. Rồi, ok, cảm ơn chị. Cái này tí em xem sao nè. Đây là căn nhà mà em muốn giới thiệu đến quý vị cô chú. Thì nhà mình là hiện nên lờ quý vị. Mình có cái diện tích là 63m2. Cái lối vào của mình là trên đất của mình luôn nha quý vị. Lối vào của mình là 2m. Đây là đất trên sổ của mình luôn. Và đất này, sổ này được công nhận luôn quý vị. Nhà mình là nhà nát cũ, có thể là tiện xây mới hoặc là quý vị sửa chữa cũng được. Thì mình sửa chữa hoặc là mình xây mới nha. Mình xây mới thì mình có thể xây ra hết đất của mình luôn, ra tới đây luôn quý vị. Bây giờ đi vào bên trong để em giới thiệu thêm cho mọi người. Nhà thì nhà của mình là sổ hồng, hoàn công đầy đủ. Nhưng mà sổ mình là nhà sổ cũ rồi. Và nhà của mình là nhà cũ. Nhà này xây thì cũng được khoảng 20 năm rồi quý vị. Nhà này nói chung là rất là cũ, mình tiện xây mới thôi. Quý vị cô chú nào mà có nhu cầu muốn sửa chữa lại á, thì căn này mình có thể đập sửa chữa lại, nhưng mà sửa chữa lại mình phải nâng nền lên. Tại vì do ngày trước á, nền nhà của mình nó thấp hơn cái đường. Bây giờ á, nếu mà xây mới á, thì mình sẽ xây được hết đất, còn sửa chữa thì sửa theo hiện trạng. Và cái diện tích nhà của này á, từ cái đường đi vào quý vị, nằm trên sổ của mình luôn, thì tổng cộng diện tích của mình là 63,8m2. Và cái diện tích xây dựng ở đây á, bề ngang của mình á, trong đây là 4m1, và chiều sâu vô của mình là được 9m5. Hiện trạng của mình là xây dựng một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ. Và nhà của mình á, là sổ hồng hoàn công đầy đủ nha quý vị. Đây là cái phần sổ hồng. Để quý chị cô chú nhìn thử. Nói chung là nhà cũ rồi, cho nên cũng không có gì mà để mình quay nhiều đâu. Cho quý chị cô chú biết cái vị trí địa lý của nhà là nằm ở vị trí sát siêu thị Aeon Bình Tân thôi. Đây, nhân đi xích ra đây cho nó sáng xíu nha. Cái đây nè, quay sổ à. Đây, sổ hồng của mình. Đó, cái diện tích của nó nè, diện tích đất 63,8, diện tích xây dựng là 38,9, là sổ cũ. Còn mình xây mới là mình sẽ được xây ra hết đất luôn nha quý vị. Đây là cái bản đồ nè, bản đồ nhà chá của ta. Đó, quý vị nhìn đây là cái lối đi vô nè. Đó, thì tổng diện tích đất của mình tới 63,8m2 nha quý vị. Do đây là nhà cũ thì em chỉ quay cho mọi người xem cái vị trí với lại cái sổ hồng nhà, để cho mọi người rõ đây là giấy tờ đầy đủ, pháp lý hợp lệ. Thì lúc nãy với anh chị cũng thấy rồi, đó là chị chủ nhà. Hiện tại chị chủ nhà đang muốn chia sẻ căn nhà này là 3 tỷ 7 nha quý vị. 3 tỷ 7 thì giá còn thương lượng một ít cho quý anh chị nào mà đi xem. Rồi, quý anh chị nào có nhu cầu muốn xem thì cứ alo số điện thoại là 0909 049 383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cô chú xem căn nhà này nha. Rồi, clip của em đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại với quý anh chị cô chú.